Kim Kardashian ẩn ý trước tin hẹn hò của tình cũ. Ngay khi tin hẹn hò của Peter Davidson và Emily Ratajkowski nổ ra, Kim Kardashian đã đăng loạt trích dẫn sâu sắc về tình yêu. Mới đây, Kim Kardashian có bài viết chia sẻ về thất bại trong tình yêu khi Peter Davidson bắt đầu hẹn hò với mẫu nữ Emily Ratajkowski. Theo Basic, ngôi sao 42 tuổi cảm thấy phiền lòng khi chứng kiến tình cũ hạnh phúc. Ngày 22 tháng 11, theo giờ Mỹ, Kim Kardashian đăng lên Instagram Story một đoạn trích trong chương 40 điều. Tôi ước mình đã biết ở tuổi 40 của cuốn Everyday Hero Manifesto do Robin Sharma sáng tác. Nội dung cụ thể như sau, nếu bạn mạo hiểm tất cả vì tình yêu nhưng vẫn không thành công. Đây không phải thất bại vì thật ra tất cả chuyện tình yêu đều là những câu chuyện về người hùng. Sẽ thật lãng phí nếu trái tim không tiếp tục rung động. Lựa chọn đối tượng yêu đương là một trong những nguồn cơn dẫn đến thành công, hoặc thất bại, niềm vui, hoặc đau khổ, và sự bình yên, hoặc nỗi lo lắng, của bạn. Một đoạn trích khác được nhà sáng lập Skims chia sẻ. Cùng ngày, Davidson được bắt gặp tham dự bữa tiệc Friendsgiving với tình mới Ratajkowski. Tin đồn hẹn hò của cặp đôi dấy lên vào đầu tháng 11 khi truyền thông Mỹ chụp được ảnh cả hai ôm nhau trong ngày sinh nhật của nam diễn viên. Ngay sau đó, Kim Kardashian đã chia sẻ câu nói của Idin Ahmed lên Instagram cá nhân, tôi nhận ra một điều là mọi thứ luôn kết thúc suôn sẻ. Thậm chí, đôi khi nó còn tốt hơn bạn có thể tưởng tượng. Hãy nhớ điều này khi bạn cảm thấy mình đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Người đẹp cũng đăng ảnh chụp với một bó hồng khổng lồ. Loạt hành động của Kim Kardashian khiến khán giả đặt nghi vấn phải chăng cô đang muốn Davidson cảm thấy ghen tuông. Cô ấy đang rất phiền não vì tin tức của Peter đấy, chắc cô ấy đã tự mua bó hoa này, một số người theo dõi bình luận dưới bài viết của Kim Kardashian. Tháng 9 vừa qua, ngôi sao The Kardashian cho biết cô có dự định tìm kiếm đối tượng hẹn hò ở những lĩnh vực khác thay vì người nổi tiếng. Họ có thể là nhà khoa học, nhà thần kinh học, nhà hóa sinh, bác sĩ hoặc luật sư. Đây là những gì tôi hình dung về một người bạn trai trong tương lai, Kim Kardashian nói.